Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng được các công ty niêm yết ở mức tăng so với phiên hôm qua nhờ sự tăng vọt của giá vàng thế giới và những lo ngại về sự trì trệ trong phát triển vaccine phòng ngừa COVID-19 đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản đảm bảo. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều tối ngày 10 tháng 9 năm 2020 được phát trên kênh giá cả thị trường của chúng tôi. Mở đầu bản tin là một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào lúc 15 giờ chiều nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, tại thời điểm 11 giờ 20 phút, giá vàng SJC Hà Nội được công ty cổ phần SJC Sài Gòn niêm yết và giao dịch ở mức 55,90 đến 56,62 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Đường mua chỉ vàng là 5.590.000, bán ra là 5.662.000. Tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 150.000 ở chiều bán. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch mua vào và bán ra ở mức 56,18 đến 56,50 triệu đồng trên lượng, tăng 380.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 260.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Giá vàng SJC trên hệ thống Phú Quý đang niêm yết giá vàng ở mức 56,10 đến 56,50 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, tăng 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 250.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Trong khi đó, tại Doji, thị trường Hà Nội niêm yết ở mức 56,15 đến 56,50 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, tăng 400.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 250.000 ở chiều bán. Còn đối với hoạt động giao dịch vàng trong nước, vào phiên sáng nay giá vàng tăng theo ghi nhận. Tại các chi nhánh kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu, sáng nay lượng khách mua vào và lượng khách bán ra có tỷ lệ là 55% khách mua vào và 45% khách bán ra. Còn đối thị trường vàng thế giới thì sao? Giá vàng thế giới phiên sáng nay giao dịch ở mức 1.946,44 USD trên 1 ounce. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng vọt là vì lý do gì? Là do đà bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ khựng lại, áp lực bán vàng để bù lỗ chứng khoán không còn nhiều. Sự bất ổn trên thế giới cũng hỗ trợ mặt hàng kim loại quý này. Các nhà phân tích cho biết vàng tăng giá còn do giới đầu tư lo ngại dịch bệnh COVID-19 sẽ bùng phát trở lại vào mùa đông. Nhất là sau thông tin công ty dược phẩm AstraZeneca thông báo ngừng các cuộc thử nghiệm vaccine vì lo ngại về tính an toàn. Mặt hàng kim loại quý tăng giá còn do căng thẳng Mỹ-Trung xuất hiện khắp các mặt trận. Với diễn biến mới nhất là kế hoạch của Mỹ cấm các sản phẩm bông. Bên cạnh đó, sự bế tắc về tình hình tài khoá của Mỹ cũng khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh an toàn. Hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn giao dịch quanh ngưỡng 1.944 USD đến 1.945 USD trên 1 ounce. Quay trở lại với thị trường vàng trong nước, ngay sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào lúc 15 giờ chiều nay. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều mua vào 55.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.600.000 đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.660.000. Tại SJC Hà Nội, chiều mua vào 55.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.620.000 đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 150.000 ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.662.000. Tại Doji Hồ Chí Minh, chiều vào 56.110.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.540.000 đồng trên một lượng, tăng 350.000 ở chiều mua và tăng 300.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Tại Doji Hà Nội, chiều vào 56.160.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.480.000 đồng trên một lượng, tăng 410.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 230.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Tại PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, chiều vào 56.150.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.600.000 đồng trên một lượng, tăng 400.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 350.000 ở chiều bán. Tại Phú Quý SJC, chiều mua vào là 56.150.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.550.000 đồng trên một lượng, tăng 350.000 ở chiều mua và tăng 300.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Tại vàng Mi Hồng, mua vào 56.050.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.350.000 đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, chiều mua vào 56.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.520.000 đồng trên một lượng, tăng 400.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 280.000 ở chiều bán. Giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm vào bảng giá. Tiếp theo, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Vào giờ chiều tối nay thì giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố duy trì đà tăng, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 150.000 ở chiều bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, chiều vào 55.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.620.000 đồng trên một lượng. SJC Nha Trang, chiều vào 55.890.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.620.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau, mua vào 55.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.620.000 đồng trên một lượng. Một số giá vàng còn lại tại các tỉnh thành phố, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá.
Tiếp theo, giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC phiên chiều tối nay duy trì đà tăng tương đối mạnh, dao động trong khoảng từ 126.000 đến 300.000 đồng trên mỗi lượng. Cụ thể như sau, đối vàng nhẫn bù số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Chiều mua vào 53.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.550.000 đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang bù số 9 mua vào 53.450.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.250.000 đồng trên lượng, bán ra 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng bù số 9 ở chiều mua vào là 5.345.000, bán ra 5.425.000. Vàng nữ trang 24K mua vào 52.213.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.713.000 đồng trên một lượng, tăng 297.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng 24K ở chiều mua vào là 5.221.300.000 đồng, bán ra 5.371.300.000 đồng. Một số giá vàng còn lại, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin về tình hình giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Bản tin ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.